Xin chào anh em, ngày 29 tháng 6 ha. Thì hôm nay em cũng tranh thủ em lên được cho anh em cái lô buổi trưa 11 cây. Từ con G1 cho tới con G11 nha anh em. Đó thì qua 2-3 bữa nay thì cũng do bận công chuyện nên không có lên buổi trưa được. Thì cũng một số anh em chốt cũng khá là nhiều, cho nên là hôm nay cũng gán em tranh thủ em lên cho anh em cái lô buổi trưa, để anh em có thêm cái nhiều sự lựa chọn hơn ha. Rồi anh em mình chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em 0917414042. Số này thì em có dùng Zalo ha. Hình thức mua bán bên em là bao ship tặng nhà, không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. 11 con máy thì gồm là 10 con máy 2 thì và 1 con máy 4 thì. Cái con xinh xanh đó là 4 thì nha anh em, còn lại thì nó là 2 thì hết. Thì 2 thì thì anh em nhớ chuẩn bị xăng pha nhớt 2 thì, với cái tỷ lệ pha là 1 lít xăng 40cc nhớt. Còn mà máy 4 thì anh em chuẩn bị xăng riêng nhớt riêng. Xăng thì xăng nào cũng được, còn nhớt thì phải xài nhớt là nhớt xe Honda nhớt 4 thì nha anh em. Nhớ giùm em cái chỗ này ha. Phụ tùng theo cho mình thì nó sẽ gồm là 6 món. Thứ nhất là cái chắn cỏ nè. Đó thì theo máy con nào có rồi không tính ha, còn con nào không có thì em sẽ gửi thêm cho mình. Dây đeo, tiếp mở bugi, lục giác 4, lưỡi và một cái ổ cắt bằng dây cước. Đó là tổng cộng là 6 món ha, và bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đây 1.1 triệu nè, 1.1 triệu bao ship tặng nhà, phụ tùng 6 món, máy nổ luôn, còn rẻ hơn anh em đi bãi nữa ha. Địa chỉ chùa của em là ở ấp Thạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Anh em xem clip nhớ cho em một nút like, một nút đăng ký kênh ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi em vô con đầu tiên là con G1 nè. G1 là con Makita, hay là gọi là Gobin, hay là anh em gọi là Gabit cũng được nha. Cái dòng này anh em gọi tên nào cũng là nó à, nó chỉ khác cái tên gọi thôi. Nòng là 30 ly 20cc. Cái này thì anh em mình hay còn gọi là cái tên là Robin Cop, tại vì nó gọn và nó nhẹ anh em. Nếu mà đổ đầy xăng nhớt luôn thì nó cũng chỉ khoảng có 4kg thôi. Máy gọn nhẹ nhất luôn ha, gọn nhẹ nhất cho tính tới thời điểm này. Bình xăng con nó là 2 kim mới nè, bình xăng lớn con này thì cũng đã thay mới rồi nha anh em. Bình xăng lớn này thì nó có chức năng đó là nó chứa xăng thôi, chứ nó không ảnh hưởng gì tới máy hết. Đây ở dưới bình xăng thì nó cái phần chổi nè, cái là phần nhựa nè, làm như cái chân như đó ha. Tâm liền tâm nhựa nha. Công tắc ấn nè. Nói chung con này gọn, nhẹ, tiết kiệm xăng, giá rẻ. Thì anh em nào mua chủ yếu là dùng để cho cắt cỏ gia đình, mua để dành cho có đó, thì lâu lâu anh em mình xài đó thì mình lấy con này phải gọi là rất là hợp lý luôn nha anh em. Tại vì chỉ có 1.1 triệu thôi mà bao ship phụ tùng thêm là 6 món nữa. Nó tính ra là 200 ngàn là còn có 900 thôi anh em. 900 là giá còn rẻ hơn anh em mình đi bãi nữa. Mà trong khi bãi là máy nó chưa có nổ nha. Mà máy này là về anh em vừa đổ xăng pha nhớt là xài thôi. Tay đôi, ga giữ nè, chắn cỏ đầu bò zin cho mình ha. Con này thì bình xăng con với bình xăng lớn là thay mới nè, còn lại thì zin cho mình hết nha anh em. Bồ trắng đẹp nè ha. Rồi G1 giá 1.100.000. G2 G2 là con Kawasaki ha, một cái thương hiệu máy chạy phải gọi là rất là bền luôn nha anh em. Nòng con này 30 ly 20cc, Kawasaki TG20 ha. Con này bình xăng con đó là 2 kim mới nha, bình xăng lớn con này nó bình zin. Zin theo máy cho mình luôn. TG20, số series máy đây ha, 191278 nè. Con này thì nó được cái là tum gờ nha anh em. Tum gờ thì anh em mình cần thì mình có thể tháo gờ đầu máy ra, mình chế cháo hay là mình gắn xịt thuốc là mình độ cái gì chế gì đó mình làm gì làm ha. Công tắc gạt nè, lên mở xuống tắt, mình gạt xuống tắt rồi thì mình nhớ gạt lên mở nè, nó hên quên nha anh em. Tay đôi ga giữ ha, lát chắn cỏ đầu bò zin. Con này thì chỉ có cái là bình xăng con mà là hay mới thôi, còn lại thì nó zin hết cho mình luôn nha. Ở dòng này thì phải gọi là chạy bao bền luôn nha anh em, rất là bền. G2 giá 1.150.000. G3
nó ngon anh em. Tại nãy chạy nó bị dư ốc gió nè, gió nó dư tầm vòng gửi á, nên chạy nghe cái máy là không nổi, bởi vì là xiết ốc gió vô ha. Chứ con này là chạy rất là mạnh, rất khỏe luôn nha. Này anh em mà cắt cỏ cứng là ngon lành luôn á. Cỏ cứng thì anh em cắt bằng lưỡi nè, còn mà anh em cắt cỏ nhỏ thì anh em cắt bằng ổ cước ha, chạy ngon nó cực kỳ luôn nha anh em. Ở đây hiện tại em cũng để dành con em cắt cỏ vòng vòng vườn nè, rất là đã luôn. Với lại con này dòng này nó bền nè, chạy siêu bền luôn, bởi vì bè bè quy đế chứ thấy nó ngon lắm. Nồng này 31 ly nha, 21cc. Máy thì nó là bu ghi đứng nè, bởi vì chạy rất là phao luôn ha. Bình sân con nó là hai kim mới nha, hai kim mới thì được cái là có ốc chỉnh gió, là ốc chỉnh xăng luôn, cho nên là anh em siết cái này vô cũng rất là ok nè. Đó, còn nhiều khi bình xăng zin nó có kim, nhiều khi nó hơi khó chỉnh. Bình xăng lớn này cũng hai mới luôn rồi ha, đặc biệt là cái chân chổi nha nè, chổi thì nó có chổi bình xăng lớn và chổi phía trên cái bình nè. Đó, nó có hai phần trên, trên dưới luôn ha. Tum gờ tum nhôm đây, tum gờ tum nhôm là anh em có thể tháo gờ cái đầu máy được luôn nha. Cặp tay ấn nè, tay đôi gai dữ ha, láp trắng cỏ đầu bồi zin ngon lành nha anh em. Máy chạy rất là ok luôn ha. G3 giá 1.200.000 nha. G4 G4 là con Hitachi ha. Cái này thì cái tên là Hitachi thôi chứ cũng giống như Tanaka này, chỉ khác là khác cái tên, các thương hiệu thôi. Thì đồ là anh em xài chung được luôn nha. Nồng con này 32 ly nè, 23cc. Máy cũng là máy bu đứng luôn nha anh em, bởi vì đánh lửa rất là tốt luôn ha. Cái này để là giờ nó bị tuột xăng nè, để nãy giờ nó bị tuột xăng. Cái này là cái chạy nè. Đó, ngon lành nha anh em. Bình xăng con là bình xăng con zin nè. Còn bình xăng lớn này thì đã thay mới nè, do bình xăng lớn về nó bị bể. Con này thì em đặc biệt ấn tượng với nó ở chỗ là cái phần áo bồ á nè, thiết kế rất đẹp nè, nhắn nhá nè, lỗ thông hơi nè, nhìn rất là thẩm mỹ luôn ha. Nó làm mấy cái lỗ thông hơi rất là thẩm mỹ luôn, rất đẹp luôn. Với lại cái màu áo là màu áo đậm đà nữa, tôm liền tôm nhựa nha. Đây tay đôi ga giữ nè, con này thì công tắc nằm trên tay, ấn mở rất là tiện, ấn o là tắt, y là mở nè, rất là tiện luôn ha. Láp đầu bò đầy đủ nè, trên láp thì tem mát hướng dẫn sử dụng đầy đủ luôn. Đó, cách sử dụng sao, khoảng cách như thế nào nào là trên lab đó có hướng dẫn sẵn hết luôn nha nè. G4 giá 1.3 triệu ha. G5 năm là con Hitachi 21 nè. Con này thì anh em cũng có thể gọi là chú trắng luôn nha. Đồ hai con này giống nhau xài chung luôn á, chỉ khác là khác cái tên thôi. Nồng là 31 ly ha, 21cc. Tình trạng con này là nguyên zin cho mình hết 100% nè. Đó, chụp giật trợ lực lớn luôn nha anh em, trợ lực chi thiều nè ha. Bình xăng con zin nè, bình xăng lớn cũng là bình zin như mình luôn. Đây, nó đẹp nha anh em, chân chống thì đầy đủ nè ha. Tâm liền tâm nhựa nha, tâm thì màu cũng rất là đẹp luôn. Đó, đặc biệt là nói với thằng ơi chú trắng là anh em xài chung đồ, về máy móc là giống nhau luôn, cho nên là anh em có thể là xào qua xào lại, ví dụ như con này hư này kia thì anh em có thể đắp qua đắp lại được. Và đặc biệt là cái đời này chạy rất là tiết kiệm xăng nha anh em. Ở tay đôi gai giữ ha, công tắc thì nằm trên tay nè, tắt mở máy phải gọi là cực kỳ tiện luôn. Đặc biệt láp là tay mát còn nguyên si, thương hiệu còn, cách sử dụng máy còn luôn, rất là đẹp luôn ha. G5 giá 1.400.000 nha anh em. G6
6 là con Tanaka ha. Anh em thấy hở em trước khi giật nó ắn cái này là gì không? Cái này có cái chức năng là xả cò nè. Xả cò này là giống như trợ lực vậy đó. Giật này giật thường nhưng mà nó có xả cò, cho nên là khi mà trước khi anh em mình giật máy, mình giật khởi động máy á, thì anh em ắn cái xả cò này vô. Rồi anh em mình giật máy thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng luôn. Mà khi máy nó chạy rồi thì cái phần hơi của máy nó sẽ đẩy ra, thì cái xả cò này sẽ nhảy ra, bít cái hơi để cho máy mình nó chạy. Sửa dẫn cỏ là cái này. Con này nồng 33 ly ha, nó gần 25cc luôn nha anh em. 247 nè, là gần 25 rồi nè. Bình xăng con zin đây, da bằng này ha. Bình xăng lớn cũng là bình zin cho mình luôn. Đặc biệt là con này hôm nay áo rất là đẹp, áo như mới luôn nha anh em, bóng bẩy cực kỳ luôn ha. Đó, công tắc ắn nè. Tôm con này thì nó là tôm gời, tôm nhôm luôn nha anh em. Nước sơn thì phải gọi là rất là đẹp luôn, rất là mới luôn ha. Nó ken luôn á, quá đẹp. Tay chưa u nữa nè. Đó, gai dữ ha. Rồi, láp trắng cỏ đầu bòi đủ luôn. Láp thì tem mát còn nguyên si, trắng cỏ thì màu zin bóng bẩy luôn nha anh em. Anh em nhìn thấy không? Bóng đèn mà nó dạ xuống trắng cỏ luôn. Quá đẹp luôn nha. Quá mới, quá đẹp. G6 giá 1.4 triệu nè. G7 G7 là con Echo Yanma ha. Con này thì phải gọi là đặc biệt ở chỗ thứ nhất là nồng nó 34 ly, 24cc, nhưng mà trong hình thức máy thì rất là gọn luôn nha anh em. Đó, anh em thấy bề ngoài không? Nó làm rất là gọn, nó ốp sát vô cái vỏ nồng luôn. Anh em thấy cái vỏ nồng nè, là nó nằm lú ra phía ngoài là muốn bằng cái vỏ nè, thấy không? Cho nên là thiết kế của nó rất là gọn luôn nha anh em. Ở trong là như 31, 32 ly thôi, nhưng mà cái con này vỏ nồng tới 34 ly luôn nha. Đặc biệt là ở chỗ này, máy móc to nhưng mà về cái dàn áo hay là thiết kế thì rất là gọn. Con này bình xăng con thì nó là hai kim mới ha. Bình xăng lớn con này thì cũng đã thay mới. Chân chống thì đầy đủ của mình luôn nha. Đây, tôm liền, tôm nhựa ha. Đó, áo thì phải gọi là nguyên cái màu cam, nhìn rất là tươi luôn nha anh em. Đây, 24 nè ha. Sushigi thì đầy đủ cho mình luôn. Áo quá đẹp luôn nha anh em, rất là tươi luôn, cực kỳ tươi. Tem lê ma, tem chống hàng giả còn đầy đủ luôn nè. Tay đôi, tay chữ U luôn ha. Ghe giữ nè, công tắc nằm trên tay, rất là tiện luôn. Trắng cỏ láp đầy đủ luôn nha anh em. Láp tem mát còn nguyên xi, nó kêu anh em là hướng dẫn, là đọc sách hướng dẫn sử dụng nè, lưỡi cắt làm sao nè, va sao nguy hiểm nè, đeo cái này kia nè, đó, hướng dẫn đầy đủ luôn. Trắng cỏ zin luôn. Đặc biệt là cái đầu bò thằng này là đầu bò ba lỗ nha anh em. Có chức năng là anh em có thể gáp cái đầu, cái đồng gom cỏ được, ủa đầu gom lúa được. Nè, cái đầu ba lỗ nè, thấy không? Đó là anh em gắn cái đầu gom lúa được luôn nha anh em. Ha, lâu lâu cái đầu bò lâu lâu mới có một cái kiểu này nha, cho nên anh em kêu em kiếm cái đầu bò ba lỗ này là không có, là lâu lâu mới có được cái, cho nên con nào có thì em sẽ báo cho mình ha. Rồi G7 giá 1.450 nha anh em, bù trắng tươi à, đẹp. G8 mới luôn nè, giờ còn trắng nè, trắng là mới luôn ha. G8 là con Maru 23, con này nồng 32 ly nè, 23cc, màu xanh nó đã sáng ra đẹp rồi, mà con này cái áo nó còn mới nữa thì thứ gì chịu nổi anh em. Mới mà màu tươi hơn cái nữa thì coi gọi là xuất sắc luôn, chỉ có thể diễn tả là xuất sắc thôi. Đây, quá mới luôn, áo là xinh dờn, bô thì trắng tươi luôn ha, ốc thì đen thui. Này Maru 23 nè, nồng 32 ly, 23cc ha. Thì đời Maru được cái là chạy thứ nhất ổn định anh em, cho nên chạy rất là thích kim xăng, máy thì nó bền. Thứ hai là phụ tùng thay thế thì rất là dễ kiếm luôn nha. Con này bình xăng con là bình xăng con zin nha, bình xăng lớn thì đã thay mới. Thì cái phần bình xăng lớn thì cái phần này nó sẽ làm kiểu như là cái phần nhựa này nó dư ra để giống như là cái chân chống đó nha anh em. Lóc con này thì nó có dập cho băng ha, lóc thì rất là sáng luôn, quá mới. Đặc biệt tôm gời, tôm nhôm, tôm 260, rồi ốc nè, 7 màu luôn, thứ gì chịu nổi anh em.
Doom 260 thì anh em mình có thể tháo rời ra, anh em mình chế cháo như là gắn xịt thuốc hay là mình muốn chế gì chế cũng được. Công tắc ấn nè, tay chữ U ha, gây dữ luôn. Táp trắng cỏ đầu bòi đủ nè, đẹp nha anh em, chữ nhật đồ từ lô vô luôn ha. Rồi G8 giá 1.6 triệu nè, áo sinh dờn, ốc thì 7 màu, bô thì trắng tươi luôn nha. Đặc biệt áo thì phải gọi là quá đẹp. G8 giá 1.6 triệu. G9 siêu phẩm anh em ơi, chỉ có thể nói là siêu phẩm thôi, quá đẹp. Máy thì gặp đã nhiều rồi nhưng mà gặp siêu phẩm kiểu này là cũng không thể nào mà cưỡng lại được anh em, chảy nước miếng luôn, quá đẹp luôn nha. Echo Kiwi nồng 34 ly 26cc, áo thì đỏ tươi mà nó còn mới nữa nha anh em, chụp giật trợ lực đời mới, nhỏ gọn giật rất thì rất là nhẹ nhàng. Bình xăng con 2 kim zin, bình xăng lớn cũng là bình zin mà như chưa xài luôn, trắng tươi luôn nha anh em. Nè, quá mới luôn ha. Anh em nhìn cái nòng nè, trong lốc nè. Trời ơi nó chát luôn anh em ơi. Cái đế của bình xăng con nè, 7 màu luôn. Chân chống thì còn nguyên si luôn nha anh em. Đời Echo là 26G nè. Số xe ghi là 55002746 ha. Tâm liền tâm nhôm nha anh em. Tâm thì cũng chỉ có một màu là màu đỏ thôi mà chưa bị chốc sơn. Trời ơi, thứ gì chịu nổi anh em ơi. Quá đẹp luôn. Xuất sắc anh em ơi, hàng Nhật quên xài chứ đâu. Rồi tay đôi ra giữ nè, công tắc thì nằm trên tay ha. Láp thì WC chữ không, cách hướng dẫn sử dụng thì còn nguyên luôn, chưa bị chóc nữa nè. Quá tuyệt vời. Chân cỏ đầu bò zin cho mình nha. Xuất sắc luôn anh em ơi, quá đẹp luôn ha. Rồi G9 giá 2.150.000 ha. G10 G10 là con 4 thì ha, Makita xăng riêng nhất riêng. Nếu tính 2 thì nó là 35 ly 26cc anh em. Nhưng mà 4 thì thường tính theo ngựa, là con này là 1 ngựa 1 hay còn gọi là 1.1 HP, là nó bằng với công suất của thằng Honda GS25 ha. Tình trạng nguyên zin hết luôn nha. Áo thì sinh dờn quá mới luôn nha anh em. Bô thì nó là bô hai lớp cách nhiệt nha, lớp trong lớp ngoài nè. Ở bình xăng con là ra ngang ha. Đây bự anh em, bình chứa xăng trắng nè, A92 hay 95 gì cũng được. Còn bình nhỏ là bình nhớt nè. Nhớt thì anh em phải xài nhớt 4 thì, nhớt xe Honda ha. Bình xăng thì trắng tươi luôn nha anh em. Quá mới lốc ha. Còn quá đẹp luôn ha. Chân chống bình xăng thì đầy đủ luôn, rất là dày. Tum liền tum nhôm ha. Đây. Công tắc ấn nè. Công tắc mà nó có mấy cái khí này, nó kiểu như nó tạo cái đầu bám mà nè. Quá kỹ luôn ha. Tay đôi. Ga con này thì nó là ga hai chế độ luôn nha. Ga này như ga bóp nè, buông thì tự động nó chảy về. Còn khi mà anh em muốn giữ lại thì mình kéo cái này vô. Đó, thì kéo tới đâu nằm tới đó nè, bùa tự động nó chảy về ha. Lát thì còn nguyên si tem mát từ luôn vô luôn nha anh em. Trắng cỏ đầu bò zin nguyên bản 100% luôn nha. G10 giá 2.2 triệu ha. G11 mà anh em, wow, hàng này nó 38 ly nghe phải là đúng sướng luôn nha. Quá đã luôn ha. Hitachi Bamba nè, nồng 38 ly, 33cc. Tình trạng nguyên zin nguyên bản 100% luôn, nước sơn cũng là nước sơn zin luôn nha anh em. Thì máy bình xăng trên thì anh em nhớ lưu ý nè,
xài thì mình mở bên xăng cho xăng nó qua nè, còn không xài mình phá lại, thì hàng khi đi thì tụi em sẽ phá cái bên xăng lại cho mình ha. Lượt xăng đầy đủ luôn nha anh em, để xăng nó vô bình xăng con không bị đóng bụi nè, tum gời tum nhôm nước sơn nguyên si luôn, quá đẹp anh em ơi, xuất sắc luôn ha. Tới cái tum này cũng còn nước cam nguyên si nữa nè, móc dây đeo thì bao dày dặn, bao chắc chắn luôn. Công tắc ấn ha, lắp thì nó có hai chế độ nha, chế độ là lắp xoay 360 chế độ, 360 độ và một cái chế độ là lắp bắt dính lại. Thì anh em muốn xài cái nào rồi xoay thì anh em nhả cái này nè, nhả lỏng ra thì lắp nó xoay, còn khi mà anh em muốn cứng lại thì anh em xiết cái này cứng lại ha, xiết cái này cứng lại thì cái lắp nó dính lại đó nè, xoay 360 độ nè. Thì thường mấy con máy bình xăng trên thì cái thường là nó có xài bình xăng chế nổi nè, cho nên là em khuyên anh em nên xài lắp xoay nha, để nó tiện. Thứ nhất là nó không có nặng nề cho công việc mình xây tới ngóc ngách. Thứ hai là nó không có bị lật cái bình xăng con này. Là cái công dụng là máy thì anh em nên xài lắp xoay. Còn anh em mà xài không quen thì vẫn có thể xài lắp chết lại. Thì anh em kỹ kỹ xíu ha, thì chứ không bắt buộc. Tại vì nó làm hai chế độ thì mình có thể xài hai chế độ mà. Muốn thích cái nào xài cái đó thôi. Rồi chú ý anh em mình quen thôi ha. Rồi G11 giá 2 triệu nha anh em. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em ha. 0917414042. Chào tất cả anh em nha.